Hello, xin chào anh em, chào mừng em quay trở lại kênh của mình nha. Hôm nay vô số 4 1 triệu mình sẽ đi săn hũ phá băng nha anh em. Đây, các con game của mình đang chơi là con game Kaguin nha. Anh em nào chưa lấy code thì vào nhóm bên dưới của mình để lấy code nha anh em ơi. Code mình đang còn nhiều lắm, anh em cứ vào nhóm, anh em nhắn tin vào cho mình. Rồi, giờ quan trọng giờ kiếm phòng chơi này. Chắc cược là cược hả? Cược ra cược thôi, cược 50 ngàn khó ăn quá, 25. Cược 10 ngàn thôi anh em. Vốn mình 1 triệu thì mình cược 1 ngàn thôi. Đây để mình review cho anh em hả, cái hũ này nó quay như thế nào. Trong tất cả các trò quay hũ mình thấy cái trò phá băng này dễ ăn nhất là anh em. Nó không nó nhẹ nhiều hơn là cái trò Avenger. Đôi lúc hả nó được cho mình hả nhiều cái thằng lớn lắm. Đấy. Lâu lâu được vài cái wheel cũng ok phết. Được. Dù là cứ như vậy đi, cho vài cái thằng lớn thì không cần nổ hũ cũng được. Nếu mà anh em tích cái cây năng lượng nhiều là anh em sẽ có cơ hội để săn cái hũ 888 triệu trên này là anh em. Hũ thượng này. Đấy, cứ tự hợp anh em. Mấy trò quay hũ này thật ra không có một cái mẹo gì hết đâu anh em. Đỏ là cân tất. Đỏ là cân tất. Có những ngày mình nổ hở mấy trăm ngàn lận, có những ngày mình đâu có nổ đâu, mình đen thui luôn. Đấy. Nếu mà cái trò này mà anh em hả, nếu lúc đầu anh em xác định anh em vào ăn non á, nếu mình nổ lên một tí bắt đầu anh em chạy được nha. Cũng được, nếu mà anh em không thích chơi gõ tài xỉu hay gì, anh em vào đây săn hũ thì ok. Hũ này hả, mình ăn là nhờ mấy cái thằng lớn thôi anh em. Chứ mà đợi hũ năng lượng mình nuôi rất là lâu nha. Nên là anh em nên cân nhắc nuôi hũ hay không nuôi hũ là tùy số vốn của mình thôi. Như mình đây hả, mình canh canh thì mình lãi tầm 300-400 ngàn mình nghỉ rồi. Lúc đầu mới vào cái game nổ hũ nào nó cũng nhẹ hết anh em không phải sợ đâu. Lúc đầu lúc nào cũng vào nó cũng nhẹ hết rồi, anh em canh canh lỡ anh em nghỉ chứ mà đừng nó quay nhiều quá nó cuốn lắm. Quay hũ nhiều cuốn lắm. Bắt đầu hút dần rồi đấy. Đây, thằng lớn, giờ mới được cái thằng lớn. Nãy giờ chưa được cái thằng lớn nào quên. Nãy giờ chỉ là toàn được cái wheel không? Thằng lớn hả, tầm mấy trăm ca là nghỉ lên đỡ phải gõ mệt lắm. À, nếu mà vào đây ăn no cũng được, lúc đầu vào làm nó vài phát vài đường rồi mình chạy là ok, chứ mà lại lâu rồi nó hút lúc nào mình không hay luôn á. Đấy, tiếp ít hai à, lần cao nhất của mình là lên tới ít 7 á. Đấy, nhẹ đi, cho em có hũ đi. À, cho cái thằng lớn là 500k nghỉ nào. À, không cho lên kìa. Cho cái hũ thằng lớn nào. À, game ơi là game, cho cái hũ thằng lớn là chị để em nghỉ coi. Nhưng mà vốn, nếu mà vốn nhỏ quá thật. Mình khuyên thật, nếu vốn nhỏ anh em đừng nên coi hũ. Anh em chờ mấy chỗ khác đi. Thì bà hũ mà nuôi cũng tốn khá khá tiền đó. Đây, cứ từ. Anh em cứ từ thôi. Nhấp nhấp hồi là vài phát. Đừng có sợ. Mình cứ đi từ từ thôi. Nếu mà cảm thấy mà nó hút quá mình nghỉ thôi chứ theo nó không có được. Cứ từ. Thông thả mà chơi. Không có gì phải bộ. Đấy, được vài mấy wheel ta? Một wheel à? Đấy, năn nỉ nhà phát hành nãy giờ, giờ nó mới cho được cái đặc biệt. Chắc quay không lỗ rồi anh em ạ. Chắc lần này mình quay không lỗ thật rồi. Không lỗ rồi, chắc là không lỗ rồi. Trước nhìn kiểu này chắc là không lỗ thật luôn á. Thôi vào test nhân phẩm tí thôi, ngày mới. Nếu mà được 3 scatter là anh em được quay vượt quay vòng quay miễn phí nha anh em. Cũng không có nhẹ mấy. Nó nhẹ lúc đầu được mấy chục ngàn, bắt đầu dần hút lại nè. Anh em để ý, anh em nào vốn nhỏ thì thôi không nên chơi mấy cái trò quái hũ này làm gì. Nếu họ kiếm mấy trò tài xỉu gì đó mà chơi chứ hả, vô đây hả, ham nổ phát là đồng ý anh đầu to nhưng mà khó ăn lắm.
hũ phá băng này, cái hũ phá băng này là hũ mình thấy dễ ăn nhất rồi. Đấy. Còn mà út 4 mình cao lắm mình lên tới út 7 à, không nhà ra, không nhà cho cái đặc biệt nào nữa. Scatter đấy, free spin anh em. Đấy, lực nếu mà được quay lên là mình sẽ được nhân lên hệ số anh em, mình được 13 lượt quay miễn phí. À, sao giờ chưa được cái gì vậy? Trời ơi, hai ít rồi. Thẳng lên. Đấy, cứ như vậy mình được nhân lên nha anh em, từ từ. À, kìa kìa kìa. Nãy mới được, nãy giờ mới được vòng quay miễn phí mà không chứ. Đúng rồi, nhân 3 lên nữa, nhân 4. Chắc là hòa 4 thật anh em ạ. Trời ơi, nếu mà nãy nhân 10 ít thì khủng luôn á. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. À, phút cuối mới chịu nhẹ cho một tí. Nổ tiếp, 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 tiếp. À kìa. Chán thế, hòa vốn thật anh em ơi. Chắc hòa vốn thật rồi. Không lãi là à, lãi là 80 mấy ngàn nè. Đây rồi. À, trời đất ơi, giờ mới cho nổ tí. Đúng rồi. Tiếp đi, tiếp đi, tiếp đi. Tiếp đi, đúng rồi. Đúng rồi. Đó. Thì mình nổ lên 300k là người vừa đủ ăn luôn. Thôi nghỉ anh em ơi. Thôi nghỉ, lãi được có 200 ngàn. Thôi nghỉ anh em ơi. Hẹn gặp lại anh em video khác nha. Anh em nào muốn nhận code thì vào nhóm bên dưới của mình để lấy code nha.